Hôm nay Tiên đang ở trong cái tiệm bánh canh ghẹ nè, đi ăn với gia đình. Cũng không biết là trước khi vô cũng không có biết là quán này nó như thế nào, nhưng mà vô đây thì thấy hấp dẫn quá, thành ra để làm có thể biết để giới thiệu với các bạn. Đây là bánh canh ghẹ ba sạch, đây là ba sạch nha. Địa chỉ của mình là 86 đường Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận. Rồi mình sẽ quay cái menu cho các bạn coi nha. Hấp dẫn lắm á. Nhìn cái menu hấp dẫn nha các bạn. Đây nè, trước mắt gọi một cái tô bánh canh đặc biệt. Là 90.000 tô. Nếu mà các bạn ăn có ghẹ nè, có ghẹ nguyên con nè, nguyên con lớn thì 130.000 tô, con nhỏ và các loại khác. Mình thích ăn cái gì thì mình ăn. À, thực đơn nè các bạn. Thật là tuyệt vời phải không? Ủa cái này mình bỏ vô cái chỗ nào vậy? Dạ. Trong ngày thuốc bạch có thuốc nốt không? Có chị. À, trong ngày thuốc bạch có thuốc nốt. Đặc biệt là thuốc nốt bạch luôn. Ồ. Này bên trong quán các bạn. Chị là chủ quán hả chị? Anh chị ấy. À, chị của chị là chủ quán hả? Quán này mình mở lâu chưa? Ồ, tại đứa em nó giới thiệu, nó dẫn ra đi ăn. Chị gái á, chị đến. À. Ở đây mình bán 75 rồi đó nha. Nhìn cái quy quán rất là mát mẻ, sạch sẽ. Nước chấm này, mỗi bàn đều để sẵn nước chấm như thế này nè các bạn. Đây là ngang đối diện với siêu thị Co-op Max ở Rạch Miễu nha các bạn. Cửa này, cái cửa đi lên siêu thị nè, vừa là siêu thị nhưng mà vừa là chung cư của ở chỗ có mắt luôn. Đây là cái tên năm thương hiệu quán mình rồi nha cả nhà, bánh canh ghẹ ba sạch nha. Ở đây shipper tới là rác ship đồ đi cũng nhiều nè, là khách đặt hàng online á. Ồ, bánh canh đã lên rồi. Tôi quẹt bà làm tôi này là tôi về cường. Ghẹ con lớn hả? Ghẹ rồng, ghẹ con trung. Là bao nhiêu tiền ta? Ăn ghẹ đó không có. Như tôi này nè, em coi thực đơn ta. 70.000
mình là gì? Bánh canh nhỏ thập cẩm. Nhỏ thập cẩm. Bánh canh tô nhỏ thập cẩm nha các bạn. 35 ngàn. Phải không? Ồ, ở đây đặc biệt là bánh canh sắt nha mọi người. Mình rất là thích ăn bánh canh sắt. Rồi, đây là tô bố tiết nè. Oh my god, sao mà ăn thế? Tô này là bánh canh đặc biệt ba sạch, là tô đặc biệt của quán nha. Có ghẹ, ghẹ làm sẵn nguyên con luôn. Ôi, bây giờ mời các bạn nha. Đặc biệt là quán có chăm vệ sẵn để rửa tay cho cả nhà nè. Nếu mà mình ăn ghẹ, nó mình lấy tay thì lọc con ghẹ. Rồi, sẽ rửa tay tụi này nha. Có trà đá miễn phí không? Mình có gọi chị Phúc Mạch nữa, một tí sang chị Phúc Mạch nha. Ôi, các bạn ngửi hơi có thơm không? Rất là sạch nha các bạn, ba sạch mà. À, muỗng nè, đũa nè, được bọc lại rất là kỹ. Để mình ăn thử nha. Cái đặc biệt ở đây nó ngon đó là do cái bánh canh này, bánh canh bột gạo làm thủ công ngon lắm. Cái bánh canh bột gạo và bánh canh sắt á, bánh canh sắt giống phải bánh canh tròn tròn như là bánh canh ở dưới quê mình đâu. Ngon quá đi. Ôi trời ơi, nhiều quá ăn sao hết. Có ba con tôm tích nè, ba con tâm tích nữa ha. Đây đang quay phim như điện thoại. Có cái chả cá nữa nè các bạn. Rất là làm sao ăn hết đây. Ngon quá đi rồi. Tức không có thích ăn bánh canh, nhưng mà cái bánh canh một phát này là Tức rất là ghiền. Cái bánh canh tròn tròn ăn quá ngon. Cái này nó mới ngon à. Cái bột gạo nè các bạn. Bây giờ là 10 bữa sáng. Thật là chưa có tới giờ ăn trưa. Mình đi ăn cơm ăn khác giờ với mọi người. Có mình thánh chiên rất là ngon nha. Mực nữa nè các bạn. Rất là nhiều mực á. Mực tươi luôn nha. Chắc chắn là sẽ quay trong cậu bán này thôi. Các bạn luôn là địa chỉ nha. Khi nào mà mình tới thì mình ăn. Chị ơi, đây mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ? 9 giờ đến 10 giờ tối. Trưa đóng cửa 3 giờ đến 4 giờ. À, trưa mình nghỉ trưa từ 3 tới 4 giờ. Quán chưa mở cửa 9 giờ tới 10 giờ tối. Và đến 4 giờ chiều thì quán sẽ đóng cửa nghỉ ngơi. Chị chủ quán rất là dễ thương nè các bạn. Đang cắm hoa nè. Không có quán đẹp không? Hoa đẹp quá nha chị. Quán đẹp, hoa cũng đẹp mà người cũng đẹp luôn, chủ quán cũng đẹp luôn. Các bạn ơi, có một điều đặc biệt là cái con tôm tích ở đây là nó đã được bóc cái vỏ ở trên lưng rồi nên mình ăn rất là dễ dàng. Và cái thịt rất là dai, rất là ngọt. Là thể hiện con tôm tích nó rất là tươi nha. Thiệt luôn á. Thịt dai, ngọt lắm luôn á. Cái cua cũng vậy nữa. Cái tô của mình á là cái tô thịt đã, thịt cua đã được lọc sẵn rồi, chỉ cần cái miếng thịt này thôi. Cái thịt cua ăn nó xíu cực kỳ luôn. Nó dai. Nó dai cực dai luôn nha. Mình không biết sao mà lần đầu tiên mình ăn con tôm tích mà cái thịt nó to như thế này nè mấy bạn. Mấy lần mình đi Vũng Tàu mình ăn cái thịt con tôm tích nó bé bèo bèo à. Ở đây các bạn thấy cái thịt con tôm tích không? Nó phê không? Chị ơi, làm cái gì khúc mạch cho mình chưa? Đang làm phải không chị? Cái này của người khác hả? Cái này kêu là chè gì chị? Cái này chè khúc mạch tiramisu nho Mỹ. À, tiramisu và nho Mỹ thôi. Được. Bỏ hạnh nhân lên nè. Chị chạy cho em xin tắt cái nhạc xuống. Bỏ
rất là thích ăn chè phúc bạch. Chị ơi, em thấy quán mình đặt cái tên rất là đúng, quán Ba Sạch. Nhìn vô thấy cái gì cũng sạch sẽ hết trơn, ngang cả cái miếng cua nó cũng rất là ngon. Cái ghẹ nó dài nó ngon lắm á. Dạ, lẹ tươi luôn hả chị? Rồi cái con tôm tích á, cái thịt nó nhiều ghê á, ăn nó dai dai nó ngọt. Mà lột sẵn cái lưng rồi đó, nhìn nó hấp dẫn, dễ ăn nữa, nó không có bị dơ tay nhiều. Cái mực của nó cũng giòn, cũng dày lắm đó nha. À, hèn chi, em đi ăn Vũng Tàu em ăn mấy con tôm tích gì đâu mà không có ruột gì hết trơn á. Mà con tôm tích ở đây ruột gấp 10 lần con tôm tích. Ồ, thế vậy thì chị mình lấy hàng chắc ở đầu miền ngoài về mới có. À mình là người ở đâu chị? À rồi, vậy là tôm mực đồ có không? Tôm mực cũng ở dưới luôn, Hà Tiên luôn. Cua ghẹ ở dưới hay là ghẹ mình lấy trên đây? Hèn chi cái cua, cái ghẹ, cái mực, cái nào ăn em cũng khác, những thấy khác những chỗ khác hết trơn á. Nó dày hơn, nó giòn hơn, nó ngọt hơn nữa. Dạ cảm ơn chị. Ơ, chè phúc bạch của mình sắp có rồi đây. Lỡ ngoài rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Tiết nha.